tiếng gì vậy ta? Con khải. Ha. Tiêu mày rồi Hạc ơi. Lần này mày đủ nấu một tô cháo cho mẹ tao rồi đó. Mày khóc hả? Nhưng mà tao không có tha cho mày được đâu. Tại vì mẹ tao đang bệnh mà. Mày đừng có nhìn Giáng sinh tao vậy. Tao... thấy mày cũng tội nghiệp. Tao... tao thả mày lần này thôi đó nha. Mày mốt mà cẩn thận không để bị mất bẫy nữa nha. Làm ơn cho hỏi có ai ở nhà không? Ai? Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà ai kêu cửa vậy? Ai vậy? Dạ. Cô... dạ. Con đi bị lỡ đường. Con thấy nhà có ánh đèn nên con ghé muốn xin được tá túc qua đêm. Trời ơi, con gái một thân một mình mà đi nửa đêm khuya vậy không có tốt đâu đó nghe. Dạ, bởi vì con muốn xin được nghỉ qua đêm. À, muốn xin nghỉ qua đêm hả? Được. Vô nhà già đó nghỉ đỡ đi. Nhà già chỉ có mình già với thằng con trai thôi. Thôi vô nghỉ đi rồi có gì rồi ngày mai hả tính. Con cảm ơn. Ừ, đi con. Sao còn dậy sớm dữ vậy? Trời ơi, đã dậy sớm mà còn quét dọn nhà cửa, rồi nấu cháo còn pha trà nữa. Cảm ơn con nhiều lắm nghe không? Dạ, con thức sớm quen rồi, con muốn phụ bà một tay. Ngồi ngồi, ngồi đây con. Mẹ ơi, cậu nhà mẹ nấu cháo ngon thiệt, con quất tới ba tô luôn. Quất ba tô hả? Ngon không? Dạ ngon. Mà không phải mẹ nấu đâu. Mẹ không nấu với ai nấu? Đây nè. Đây là... đây nè. Ngồi, ngồi xuống đi rồi rồi nghe mẹ hỏi. Ngồi đây đi con. Ngồi đây. Ta nói các cô này nè, hồi hôm cổ đi lạc đường cho nên mới ghé nhà mình xin tá túc. Mà con biết không, cổ giỏi dữ lắm. Sáng sớm mà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết, rồi nấu cháo, rồi còn pha trà nữa đó, con biết không? À, con nghe già hỏi con nè, chẳng hay con có chuyện gì gấp gáp lắm sao mà con phải băng ngang qua rừng vậy? À đúng rồi, nàng là ai? Sao nàng muốn băng qua cánh rừng này? Dạ, con tên là Ngọc Lan, quê con ở tận miền Duyên Hải. Ở dưới quê bị dịch bệnh nên cha mẹ con mất rồi. Con lặn lội đường xá xa xôi để đi tìm người chú ruột. Nhưng mà chú trở mặt không có nhận. Con muốn băng qua rừng để về lại quê. Con nói quê con á đang bị dịch bệnh, rồi con trở về đó làm gì? Dạ, tại con không có ai thân thích hết, chỉ có chú thôi. Bây giờ chú như vậy thì con chỉ muốn về quê, chứ không biết đi đâu hết. Con không biết đi đâu hết hả? Thôi, thì bây giờ con cứ ở lại đây với già một thời gian đi. Ha? Thằng Lâm con của già đó, tối ngày nó cứ lên rừng hoài hà, để già ở nhà mình buồn lắm. Nếu mà có con ở đây á, con hủ hỉ với bà đó, bà vui lắm. Con chịu không? Nè, con cứ gọi bà đó là Trần Mẫu, còn đây á là Lâm Huynh. Mẹ nói đúng đó nàng. Nàng đừng có ngại,
Nàng cứ ở đây một thời gian đi, rồi khi nào hết dịch bệnh á, nàng quay về nhà sẽ an toàn hơn. Đúng rồi đó con. Dạ, con cảm ơn Trần Mẫu, cảm ơn Lâm Huynh. Ừ, vậy chứ phải được không? Đó. Mẹ. Hả? Ê, mẹ nhà con đi rừng ha. Ừ. Dạ. Nè nè. Dạ. Rừng đâu có đi ngõ đó được con. Con quên. Quên rồi hả? Cái thằng thiệt là. Đi vô đây con, đi. Trời trở lạnh rồi, Lâm Huynh mặc thêm áo cho ấm nha. Em có bỏ trong đây rồi, có bỏ thêm nấm cơm nữa, khi nào Huynh đói thì lấy ra ăn nha. Ta cảm ơn nàng, nàng thật là chu đáo. Thôi ta đi nha. Dạ. Nhìn thấy Trần Lâm và Ngọc Lan nảy sinh tình cảm, Trần Mẫu quyết định tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngọc Lan à, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta thấy con với Trần Lâm đó, hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Với lại ta thấy Trần Lâm đó, nó cũng quyến luyến con nữa. Nếu mà con không chê cái nhà này nghèo á, thì ta sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa con nên duyên vợ chồng. Con thấy như sao? Dạ, con mồ côi, không nơi nương tựa, được Trần Mẫu yêu thương và quý mến, con mang ơn người nhiều lắm. Con đừng có nói như vậy. Con vừa ngoan hiền mà lại vừa siêng năng nữa. Gia đình ta mà có một cô dâu như con hả, thì phước phận dữ lắm đó con à. Trần Mẫu ơi, Trần Mẫu ơi, có nhà không Trần Mẫu? Ủa con, mẹ có nhà không? Dạ thưa bà cả, mẹ con bệnh rồi, nằm trong nhà bà cả. Bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Bệnh vậy sao dệt dãi? Dạ mẹ con bệnh nằm cả tuần nay rồi, mẹ con không có làm được gì hết á, bà cả thông cảm. À thôi, dạ con mời bà cả vô uống nước. Thôi thôi khỏi, ta định qua đây đặt dệt một tấm lụa, nhưng mà coi bộ bà làm không được rồi, thôi khỏi. Dạ bà. Nhà lo cho mẹ, ta đi vay ít tiền để lo thuốc thang cho mẹ. Chàng đi vay tiền ở đâu? Mấy bữa trước chàng đã đi vay khắp nơi rồi. Ta cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa. Nhưng mấy ngày nay, bây giờ mẹ không thấy vợ con vậy? Dạ, vợ con dệt vải sau nhà á mẹ. Vợ con biết dệt vải hả? Dạ. Ủa mà dệt vải sao mà phải dệt ở sau nhà? Dạ, chắc nàng có bí quyết riêng á mẹ. Nàng không muốn ai quấy rầy. Mà nàng có nói với con á, từ lúc nhỏ nàng được mẹ dạy dệt vải rồi, nhưng mà lâu quá nàng không có dệt nên sợ không có quen tay. Đúng rồi, bỏ lâu quá không có dệt cho nên tay chân nó lóng cống đúng không? Dạ. Thôi kệ, bây giờ mình dệt từ từ, lỡ thét nó cũng quen tay rồi mình dệt được à con. Dạ con cũng nghĩ vậy, cho nên con có cất cho nàng cái căn nhà lá ở phía sau á.
cho nàng tự nhiên dịch giải. Ừ. Mình ơi, em về xong tắm giải rồi nè. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Ơi bệnh mẹ lúc nó vậy, lúc nó khác thế rồi mẹ cũng không biết trong người của mẹ nó là sao nữa. Cái tấm vải này có phải là của con vợt không? Con vợt đó hả? Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy nè. Hồi nào tới giờ mẹ chưa có thấy một cái tấm vải nó đẹp như vậy hết trơn đó con à. Đúng rồi. Nàng giỏi thiệt, nàng giặt tấm vải này đẹp quá. Mẹ, con sẽ đem tấm vải này ra ngoài chợ bán để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏe thôi. Mẹ đừng có lo lắng về bệnh tình của mình nữa nha. Mình, cảm ơn mình. Mấy ngày nay không có tiền nên ta không thuốc cho mẹ uống. Con à, vợ con không quen đường xá, nó còn không biết buôn bán nữa. Con đưa vợ con ra chợ bán tấm vải này đi. Nhưng mà con nhớ tấm vải này đẹp lắm, đừng có bán giá cao cao chút nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Con đi nha mẹ. Đây vải tơ lụa hảo hạng đây. Tơ lụa hảo hạng đi chú ơi, mua vải mua đi con ơi. À, em gái mua đi, chú. lựa vải đẹp đi. Đây nè, còn nhiều loại lắm. Em coi thoải mái đi. Đây còn loại này nữa, còn loại này nữa, đây nữa nè. Những cái màu vàng nổi bật lắm. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ tao buôn bán, đây là chỗ này khách đi qua mua vải của tôi. Buôn bán thì ngồi trước cửa, lạp con tay, đi qua bên đây. Mau. Trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ê, nè, làm cái gì vậy hả? Đi ra chỗ khác ngồi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên cái ngồi ngay trước quán của người ta vậy, sạp của người ta vậy. Đi qua anh kia. Lên. Đi. Dạ. Ê! Giải đi, giải đi. Cái gì kia công gì? Chỗ là buôn bán, khách ở đây đi mua giải. Tự nhiên ngồi đây à, ngồi đây sao buôn bán? Hả? Người nào mà ngu quá chỉ qua đây ngồi vậy? Hả? Bực bội à? Em, sao tự nhiên kêu người ta ngồi dưới cửa sạp giải của mình vậy? Ai đổi hô đổi thừa với tôi vậy hả? Nói kìa. Vợ chỉ nói là đi qua đằng kia thôi. Ai mượn tự nhiên ngồi đó vậy hả? Trời ơi, khách đi đường này mua giải đi, sai đi. Nè, mà hai người nghĩ sao đi, vậy? Đi qua kia đi, buôn bán đi. Đi chỗ khác đi, quán tôi lộn lẫy, sao tôi lộn lẫy lắm. Nè, đừng có ở đây. Đi, càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Bà khách quán. Dạ. Muốn cái màu nào cũng có. Đó. Tơ lụa của xã tụi em á là gọi là đẹp nhất của vùng này luôn đó, bởi vì hai chị cứ lựa tự nhiên. Dạ đây này chị coi đi. Đẹp quá chị ơi. Dạ bà con ơi. Dạ kính mời bà con à, bà con mua vải đi bà con. Vải vợ tôi vợt đẹp lắm bà con ơi. Dạ xin mời bà con. Dạ. À, chị đi đâu vậy chị? Ồ, miếng vải đẹp quá. Chồng chị con vải đẹp quá chị. Cái đẹp gì? Vải đâu mà đẹp gì? Vải đâu mà đẹp gì? Trời ơi, cái vải đẹp quá à. Sờ mát ta dễ sợ vậy đó. Ủa? Con trai Trần Mẫu, con đi bán vải đó hả? Dạ, bà cả. Má con hết bệnh chưa? Trời ơi, chắc hết bệnh rồi mới dệt được tấm vải đẹp dễ sợ vậy chứ. Nè, con. Bao nhiêu tiền? Tao trả cho. Bao nhiêu tấm này vậy? Hả? Bà này vô duyên ở đâu chen ngang vô, người ta đang trả giá. Giá bao nhiêu vậy? Dạ 10 đồng gì hai. 10 đồng hả? Tao trả mày 12. Trời ơi, tôi trả 15 đồng. 15 đồng, mình để đây cái bình bán 20 đồng. Trả cho bà đó. Rồi, nè, được rồi, tao trả mày 12 đồng nha. Dạ, bà cả thương vợ chồng con, bà cả thông cảm. Tại vì hai trả giá trước cho nên vợ chồng con phải bán cho dì hai trước. Mai mốt vợ con sẽ vợ tấm khác rồi con đem qua cho bà cả nha bà cả. Thôi vậy cũng được, nhưng mà dệt đó cho thiệt nhanh, mà phải đẹp hơn tấm này nha. Không đẹp hơn tấm chịu đâu đó nghe không. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Dạ bà cả, tấm này đẹp hơn nè bà cả. Bà cả trả tiền cho con nha.
tiền đây. Dạ cảm ơn dì hai. Tiền nè mình cất hết đi. Về mình đây. Mình à, anh à, tấm vải này không có dệt nhanh được đâu. Em dệt đó rất là tỉ mỉ nên là dệt rất lâu, khoảng 10 ngày mới xong một tấm đó. Mình cứ an tâm đi, từ từ á mình khỏe cái mình dệt. Tại vì mình bán được miếng vải này là 10 đồng, đủ tiền thuốc mình lo cho má, với mình trang trải cuộc sống một tháng luôn á, mình đừng có lo nha. Ha. Ta về mình. Sao đẹp dở hơn mình kìa? Ai biết? Vợ chồng Trần Lâm đã bán được tấm vải lụa với giá rất cao. Với số tiền kiếm được, Trần Mẫu được chữa trị khỏi bệnh và gia đình có thêm chi phí để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình càng ngày càng khởi sắc. Lan rất vui và cứ 10 bữa nửa tháng, nàng lại dệt xong một tấm vải và đem xuống chợ bán. Một thời gian sau, gia đình của Lan đã khấm khá hơn, nhà cửa cũng được sửa sang khang trang hơn trước. Tất cả là nhờ tài dệt lụa có 102 của Lan. Chị mua vải cho chị ơi chị. Mua vải đi anh. Mua vải đi anh. Nè. Cái gì vậy? Buôn bán gì cái mặt một đống vậy, ai mua vải? Sao vậy, dọn dẹp về luôn hả? Còn sớm mà. Buôn bán cái gì nữa mà buôn bán. Ăn uống đi. Không thèm. Sao vậy? Sao tự nhiên giờ này mà ăn uống nổi gì nữa, ngồi đây á tôi ngắp rùi không à, tôi không có bán gì được hết trơn á đó. Ông làm gì vậy? Phủi rùi cho bà. Vô gì tôi nói tôi ngắp rùi thôi chứ bộ, tôi nói đâu mà hiểu thôi. Thà bây giờ tôi về nhà tôi nằm ngủ tôi còn sướng hơn á. Tôi nói thiệt tôi không có muốn buôn bán gì nữa hết trơn. Bà làm như có mình bà tức. Tôi nè cũng tức nè. Tức cái gì mà tôi dằn xuống tôi không nói ra. Từ ngày mà xuất hiện con dâu của cái lão Trần Mẫu gì đó, trời ơi, nó đem vải lụa nó bán cái là sạp vải mình không bán được một khúc nào hết. Ông nhắc thì tôi còn tức hơn ông nữa. Bộ con mình ông tức hả? Tôi nói thiệt với ông, hồi xưa đó cái sạp của mình nè rất là đông khách đúng không, nhất là mấy cái bà mà giàu sụ đó, mỗi lần á bà cần lụa đẹp lụa sang là phải đi ra kiếm cái sạp này. Vậy mà bây giờ từ cái ngày á mà con dâu của bà Trần Mẫu bán vải là tôi thấy ai cũng đổ xô qua bên đó hết trơn á, không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi hết. Tức thiệt, cục tức này nuốt hoài không có trôi. Nhưng mà bà để ý kỹ đi, tơ lụa đem ra bán nó dệt làm sao á, khúc vải nó rất là sắc sảo, mấy cái mình vải á nó mịn mà cộng tơ là nó mượt mà lắm kìa. Bởi vậy nó mới bán đắt, người ta mới mua của nó. Nè bà. Tôi nói bà đó, đi qua chỗ dệt vải của nó đó, phải tìm cách nào, bằng mọi cách, phải học được cái cách mà nó dệt vải. Bà phải học cho được cái bí kíp đó, để về mình dệt vải mình mới bán lại chứ. Nếu cả này là mình dẹp sạp vải luôn đó, bán lại nó vải ở đâu. Bà bí kíp đó làm sao rồi? Làm như là tôi không biết, tôi biết từ lâu lắm rồi, tôi đi hỏi rồi. Ông biết không, tôi cầm cái cục vàng tôi đưa thẳng mặt luôn, tôi hỏi cái bí kíp. Nó không thèm. Con nhỏ này nó không có thèm vàng. Mà tôi thấy á, con nhỏ này nó kín đáo lắm nha. Bán xong là nó đi về nhà, nó không giao tiếp, không nói chuyện, không qua lại với ai hết. Nó khó hiểu lắm đó. Được. Bà cứ để đó, chồng bà ra sẽ ra tay. Tôi không bao giờ mà để yên cái ai mà đạp đổ mà đập đi cái chén cơm của tôi. Dạ con chào Trần Mẫu. Dạ chú Mập. Trần Mẫu đi đâu đây?
À, tôi đi chợ mua chút đồ ăn. Dạ, con tính qua nhà tìm Trần Mẫu á chứ. Nhưng mà sẵn gặp Trần Mẫu đây á, con tính nói với Trần Mẫu nghe một câu chuyện rất là quan trọng. Quan trọng lắm hả? Dạ, nhưng mà vợ con không có cho nói. Thôi con đi về nha. Ý, đâu được chú. Trời ơi, chú nói chú gặp tôi là nói chuyện quan trọng mà tự nhiên cái chú bỏ tôi đi về không được đâu, nói cho tôi nghe đi. Con muốn nói nhiều lắm, nhưng mà vợ con nói không được nói chuyện này. Tại vì nói chuyện này ra mà Trần Mẫu nghe hả, là gia đình á, quan mang, bàng hoàng, sửng sốt. Nói chung là nói ra là tan đàn, rã nghé, gia đình không có hạnh phúc nữa. Nên con không dám nói đâu. Như vậy là nói tới gia đình tôi phải không? Dạ. Vậy là nói tới cái chuyện gia đình thằng con tôi phải không? Dạ đúng. Không, cái này chú phải nói à. Chú nói cho tôi nghe đi, sao nói cho tôi nghe đi. Dạ dạ, lỡ con nói tới đây rồi con nói luôn. Ừ. Con không nói con chuyện không có nổi. Con dâu của Trần Mẫu á, đi ra chợ bán vải á, cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn với mấy công tử nhà giàu. Trời ơi, cả chợ ai cũng thấy hết trơn, phải mình hai vợ chồng cũng thấy đâu. Nhưng mà không ai nói, chứ con mình con dám nói thôi, vì con thương Trần Mẫu đó. Thấy chưa, con nói vào chuyện kinh thiên động địa, nói ra là Trần Mẫu đứng luôn à. Chết đứng luôn, không nói chuyện được luôn kìa. Thấy chưa, bàng hoàng luôn, thấy chưa. Vợ con cấm không được nói. Trời ơi, Trần Mẫu đừng nói là con nói nghe. Vợ con là con chết nghe. Thôi con đi với Trần Mẫu đi chợ đi. Nghe Trần Mẫu, Trần Mẫu đừng nói là con nói chuyện này, Trần Mẫu biết nha. Vợ con là con chết á. Dạ, con đi với Trần Mẫu. Ai buôn bán sao mà nó ế ẩm quá. Điều này chắc phải dọn về cho con nó ăn từ cơm. Mà sao giờ này em còn đứng nói chi vậy? Dạ, bà Bá Hộ hẹn em đến đây để xem giải. Mà giờ này chưa thấy bà tới nữa, nên là em nán lại đợi một chút. Vậy thôi em ở lại em chờ nha, chị về trước nha. Dạ. Ai bán ế quá. Chợ đã tan rồi, sao vậy chưa về? Này đến đây chờ ai à? À, ta chỉ muốn đi ra chợ mua một ít bánh giá cho mẹ ta thôi. Mà chợ tan rồi, ta không biết phải mua bánh ở đâu nữa. Tôi vừa thấy chị bán bánh đi hướng này nè. Anh đuổi theo chắc là kịp đó. Bây giờ anh đi theo liền đi. Tan chợ mà cô ấy vẫn còn đứng đó, nói chuyện vui vẻ với ai vậy ta? Khoai nha. Trần Lan, chàng lại đi uống rượu nữa hả? Vợ hiền của ta, vợ xinh đẹp của ta. Ta đâu có uống rượu, ta đâu có say.
Chẳng qua là ta vui với bạn bè chiến hữu, chỉ dài chung thôi. Nàng hiểu không? Dạo này chàng thay đổi nhiều quá, chàng lạnh lùng, chẳng quan tâm gì tới em hết. Để em dìu chàng vào phòng nghỉ. Không cần, ta không cần. Trần Lan, tại sao chàng lại lạnh lùng với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi, chàng nói đi. Cớ sao ở nhà này ai cũng im lặng với em? Mẹ không còn yêu thương em như ngày nào nữa. Em chỉ còn chàng là niềm an ủi. Vậy mà chàng cũng lạnh lùng với em nữa hả? Như đã như vậy rồi, em không còn biết sống trên đời này nữa. Sao lúc này con có nhiều tâm sự lắm đúng không? Rượu chè mê tha, con có tâm sự gì con cứ nói cho mẹ nghe đi. Mẹ à, chuyện người ta đồn vợ con ngoài chợ cũng có phần đúng. Cũng có phần đúng hả? Như vậy là con thấy vợ con nó đi với nhân tình đó không? Có nhân tình hay không mà con không biết. Nhưng mà mấy bữa trước, sau khi tan chợ, con thấy vợ con rất thân mật với một công tử. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói rồi mà, đàn bà con gái gì mà lả lơi với đàn ông con trai như vậy. Bởi vậy cái tin đồn của người ta là đúng lắm rồi. Trời đất thánh thần ơi, như vậy làm sao mà được. Mẹ, cho dù con có nhìn thấy đi nữa, con cũng không tin vợ con là dám làm những mấy cái chuyện bất chính như vậy đâu. Mẹ cũng không có tin. Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm cái gì ở trong cái chòi đó mà nó không cho mẹ con mình vô, nó là sao? Mẹ nghi là mấy cái tấm vải mà nó nói nó dệt hả, không phải là của nó đâu, mà là của người ta đưa cho nó để nó che mắt mẹ con mình, phải không? Có đâu mẹ ơi, con không tin có chuyện đó. Mẹ cũng đâu có muốn tin đâu, nhưng mà cái chuyện ngang nhãn trước mắt vậy làm sao mình không tin được. Bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm gì ở trong cái chòi đó mà nó không có cho mẹ con mình vô, đúng không? Dạ. Rồi có một cái này nè, nó làm việc mờ mờ thám ám, rất là kỳ lạ. Cái chuyện này mới quan trọng nhất nè, là từ trước tới giờ nó nói nó dệt vải, mà mẹ với con có thấy nó dệt vải bao giờ đâu. Đúng rồi. Ừ. Như vậy thì con với mẹ phải tìm cho ra lẽ mới được. Đúng, phải tìm cho ra lẽ mới được. Sao không Ngọc Lan? Ngọc Lan à, Con chính là một con hẹp mà Trần Lan đã cứu con khi con mắc bẫy. Con hả? Vậy là sao á? Mẹ không hiểu gì hết con à. Đó là một chuyến đi săn của con.
Con thấy con Hạt này bị xa vào bẫy, con đã cứu nó và thả nó bay đi. Ai ngờ vì mang ơn cứu mạng nên con quyết định làm vợ chàng để đền đáp. Em đã tu luyện nhiều năm nhưng chưa thành chánh quả, nên dù là người nhưng vẫn mang hình hài một con hạt. Trời ơi, trời ơi là trời, vì muốn cứu cả nhà của mẹ quá khổ cho nên con có rất lòng của mình để dệt nên giải đó, phải ơn tước lòng của mình để dệt thành những tấm vải là điều bất đắc dĩ mà con phải làm, vì điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới đạo hạnh của con. Trời ơi, trời ơi, tất cả là lỗi tại thôi mẹ hết nè, tại vì mẹ tham lắm, mẹ muốn có nhiều tiền cho nên mẹ buộc con phải dệt những tấm lụa cho mẹ. Nhưng mẹ đâu có ngờ mẹ thúc ép con như vậy, là con có rớt máu thật của con rồi. Trời ơi là trời. Ngọc Lan, anh xin lỗi em, tại anh mà em tiều tụy như thế này. Từ đây về sau á, nàng không phải tước lòng để dệt lụa nữa đâu. Ta với mẹ sẽ chăm sóc, sẽ lo lắng cho nàng để nàng phục hồi sức khỏe như xưa. Nhưng Ngọc Lan, trời đất, Ngọc Lan, ráng lên con, không kịp nữa rồi. Nếu ai nhìn thấy hình hài nửa người nửa hạt của con sẽ bị mất hết phép thuật và mãi mãi trở thành một con hạt. Ngọc Lan! Hai mẹ con Trần Mẫu trở về sống trong căn nhà xưa và bán hết tài sản. Nhà cửa có được từ công nhìn được của Lan để làm việc thiện, tích đức với hy vọng rằng Lan có thể phục hồi đạo hành, thoát khỏi kiếp chim hạt và trở về đoàn tụ với gia đình. Ông à? Dạ, ông chào lớn quá ông chủ hết hồn hả? Chuyện chào nhẹ thôi nghe. Dạ, ông chào ông chủ. Mệt mày ghê luôn. Con biết tại sao ông nam chủ dậy sớm mà ra đây đứng ngồi. Ê, thôi nghe mày, sáng sớm đừng ăn nói tầm bậy, tao chửi à. Dạ, đâu nói vô duyên đâu, con nói đúng mà. Tại thường ngày ấy là giờ này ông chủ còn ngủ, đâu phải tự nhiên mà ông nam chủ dậy sớm vậy đâu. Anh
mày tài lanh quá à. Đâu, mày nói thử coi. Nếu mày nói sai á, tao trừ mày 1 tháng lương nha mày. Dạ, 2 tháng luôn cũng chịu nữa. Nhưng mà nếu mà con nói đúng á thì ông chủ phải thưởng thêm cho con 1 tháng lương nghe. Còn lâu mày. Mày khôn hơn tao hả? Nếu nói đúng á, tao chỉ thưởng mày 1/2 tháng lương thôi. Mà mày nói sai là cái chắc rồi. Nửa tháng cũng được. Con bảo đảm là con nói đúng luôn á. Mà con nói đúng á là ông chủ phải chấp nhận đúng. Ông chủ không được ăn gian con nghe. Tao ăn gian mày làm gì? Nói đi mày. Dạ, ông chủ làm sao mà dám ăn gian con được. Tại vì con biết chắc chắn sắp tới ông chủ sẽ nhờ con giúp đỡ. Hôm nay á, ông chủ dậy sớm để chờ người ấy phải không? Người nào đâu? Mày tầm bậy tầm bạ không à? Ông chủ, kia kìa. Phải nhắc tiền nhắc bạc cũng được, vậy thì hãy biết mấy. Đố, đố có phải là nguyên nhân khi ông chủ dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, đứng chờ người ấy nãy giờ, đúng không ông chủ? Tại vì cứ mỗi tuần á, là cô ấy sẽ mang vải tới đây 1 lần để bán cho ông chủ. Cho nên là sáng nay ông chủ mới dậy sớm rồi trộn rộn nãy giờ. Ông chủ thua nghe. Thôi, con biến đi, cho ông chủ tha hồ làm việc. Đi đi mày. Dạ. Tiền hoài, mệt mày quá. Em. Dạ chào ông. Em có biết là anh đợi em từ sáng tới giờ không? Bữa nay em có gì hay hay đem qua cho anh vậy? Dạ, vẫn là lụa tơ tằm thôi. Tôi dệt rất kỹ, không có lỗi nào, ông chủ cứ kiểm tra. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi anh bằng ông chủ, rồi cũng đừng có xưng tôi nữa, nghe nó xa lạ lắm biết không. Xưng bằng em đi, dầu gì cũng là chỗ quen biết xưa nay rồi, người cùng làng mà, đúng không? Dạ, tôi không dám ạ. Nữa, xưng tôi hoài. Dạ, em không dám ạ. Đó. Trời đất ơi, xưng em nghe nó êm tai thấy sợ luôn. Cho anh coi giải đi, coi như thế nào rồi cái. Mà nếu được á, anh sẽ trả cho em cái giá cao nhất, chịu không? Dạ. Thôi, lụa ra sao, đưa ra cho anh xem ha. Dạ đây. Trời đất ơi, giải của em dệt đẹp làm sao á, nó vừa mịn mà nó vừa láng nữa. Mà cái bàn tay nó đẹp như vậy nè, làm sao mà dệt vải ra xấu được, đúng không? Thôi được rồi, anh sẽ trả cho em mỗi sấp lụa là 5 quan tiền. Vậy chi 2 sấp này là 10 quan tiền, chịu không? Giá cao nhất đó nha. Dạ được, dạ cảm ơn ạ. Ủa, mà bộ anh không đáng để em nhìn mặt nói chuyện hay sao mà em nói chuyện với anh em không chịu ngẩng lên gì hết vậy? Đó. Tiền em nè, tay em đâu? Trời ơi, ta nói tiếc thấy sợ luôn á. Bàn tay đẹp như vậy nè, phải được nâng niu vuốt ve hàng ngày mới xứng. Sao lại phải hàng ngày ngồi sau khung cửa rồi dệt vải vậy? Nghe nói là em làm việc vất vả suốt ngày để lo cho thằng chồng nghèo rồi còn đi học của em đúng không? Dạ. Tiền nè. Dạ, em cảm ơn, em xin phép ạ. Ông chủ, hết hồn vậy, cứ hù hoài à. Nửa tháng lương còn đâu ông chủ? Nửa tháng lương gì? Trời ơi, ông chủ hứa rồi mà ông chủ không đưa cho con là ông chủ ăn gian đó nghe. Nhớ là mày, mệt mày ghê, cứ tiền bạc hoài. Đây, nửa tháng lương của mày nè. Cắn rảy răng mày luôn. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nghe hỏi nè. Dạ. Hồi nãy mày nói mày giúp tao chuyện sắp tới là chuyện gì? Thì ông chủ nhờ con làm gì thì con làm cái đó, bảo đảm với ông chủ nha, con làm hiệu quả luôn. Thí dụ như là ông chủ nhờ con đưa thơ cho người ấy chẳng hạn.
Đưa thư. Dạ. Cái vụ này hay à nghe. Đưa thư thấy hay hay á. Dạ thấy hay ông chủ. Chứ không lẽ ông chủ cứ mỗi tuần ra đây đứng đợi có một lần một sao à, đúng không? Đúng rồi. Thôi hả? Bây giờ con sẽ chạy theo người ấy để xem gia cảnh người ấy như thế nào, rồi con sẽ về báo cho ông chủ biết. Được. Đi đây. Đi dạ. Đây. Ê ông chủ hả? Khi mà con về á, nếu mà con làm xong việc rồi á, ông chủ nên nhớ cho con thêm tiền trà nước nha. Mệt tiền hoài. Đi đấy, đi đấy. Dạ, con đi liền nha. Dạ, con đi nha. Nha. Dạ. Cái thằng coi vậy mà được việc ghê. Có chuyện gì mà chàng thở dài vậy? Đoạn văn này thật khó hiểu. So với sức học của anh, ý nghĩa thâm sâu, trùng điệp nhiều tầng, điển học đúng là vô bờ. Anh thấy mình thật không đủ sức. Vậy bây giờ chàng phải làm sao? Nhà mình đã nghèo rồi, chàng phải tự học là chính. Chàng đã thi rớt một lần rồi. Thi cử thật ra không quan trọng bằng thực tài, và chuyện học trong sách vở cũng chẳng có ý nghĩa gì với những ứng dụng hàng ngày. Sở học của anh chỉ đến đó. Anh biết phải làm sao đây. Tại sao vậy? Chàng có gì khó nói với em hả? Anh nghe trong giới học trò đồn đại rằng ngoài Thành Nam có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng. Ngoài Bách Gia Chư Tử, các môn nhâm cầm đồn toán thầy cũng đều tinh thông. Được học với thầy thì chẳng cần thi cử cũng có thể mưu sinh lập nghiệp giúp đời. Nhưng mà thầy chọn học trò rất gắt gao, không dễ được thầy nhận đâu. Vậy là chẳng muốn ra đàng ngoài học thiệt hả? Ừ. Nhưng mà mình á, có phải trả học phí cho thầy không chàng? Chắc là phải trả chứ. Nếu không trả thì lấy gì thầy ăn? Mày cho tao ăn quýt hàng chanh mà chua quá vậy? Dạ, đây là quýt mà tại nó nghịch mùa nên hơi chua chút. Mệt ghê. Mà ông chủ ơi, con nói ông chủ nên thôi đi. Đừng có đụng vô gái đã có chồng làm gì cho phiền phức. Mày con cũng biết á, là từ ngày bà chủ bị bệnh mất á, ông chủ cũng buồn lắm, muốn bước đi thêm bước nữa. Nhưng mà trên thế gian này á, thiếu gì đàn bà đang ở không. Mắc mớ gì ông chủ phải đụng tới con gái đâu có chồng rồi làm gì hả ông chủ? Mày hay cãi tao, dám dạy đời tao hả mày? Mày thấy nguyên cái xã này, à mà không, nguyên cái huyện này nữa, à mà không, nguyên cái tỉnh này luôn, coi có ai đẹp bằng cổ không? Mày chỉ tao coi đi. Đó, thấy chưa? Mày cũng công nhận là không ai đẹp hơn cổ rồi, đúng không? Nên tao có say mê cổ, si tình cổ cũng là đúng thôi. Còn có chồng hả? Đối với tao không có gì là quan trọng hết. Cái gì rồi từ từ nó cũng sẽ. Mà mày nói với tao là người chồng cậu muốn đi học xa mà không có tiền đúng không? Dạ. Con nghe hai chồng bàn tới đó rồi dừng lại. Vậy bây giờ tính sao? Ông chồng đi học xa, cơ hội ngàn vàng cho ông chủ đó. Bằng mọi cách ông chủ phải giúp cho anh chồng đi học càng xa càng tốt. Còn có cách gì nè? Cách gì? Thôi mệt quá, nước miếng văng đầy hết à. Muốn gì nói đi. Dạ thì con nói rồi đó, cho ông chồng đi học càng xa càng tốt. Thấy con hay không ông chủ? Dịu kế, dịu kế. Hay lắm, hay lắm. Con buồn con chứ. Chua quá à. Ừ.
Dạ ông. Em sao đi chợ vất vả quá vậy? Người xinh đẹp như em á, lẽ ra phải lấy chồng giàu. Bước ra một bước phải có kẻ hầu người hạ mới xinh chứ, đúng không? Dạ, tôi là gái đã có chồng, xin ông đừng chọc ghẹo nữa. Lại ông với tôi hoài. Bây giờ vậy nè, anh xin mua đất hai chữ ông với tôi bằng hai lạng vàng được không? Tám. Dạ. Ra biểu. Dạ anh chào ông à. Đưa nàng cho tao. Dạ. Nè, đây là hai lượng vàng. Ông chủ tôi đưa cho cô để mua đất hai chữ ông và tôi. Cô cầm cho. Số tiền này lớn lắm đó. Cô không nhận là uổng lắm. Nhưng số tiền này cô có thể cho chồng cô đi học xa mấy năm trời còn chưa hết nữa đó. Đúng rồi. Nè, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô có vợ cả đời cũng chưa chắc có được số tiền lớn như vậy nữa đó. Cô cứ cầm lấy đi. Chỉ cần từ nay trở đi á, cô xưng với ông chủ tôi là em với anh, vậy là được rồi, có gì đâu. Dễ quá mà, đúng không? Cầm đi, ngại gì không biết nữa. Cô nên nhớ có số tiền này chồng cô mới đi học xa được chứ. Ngại gì không biết. Đó, vậy có phải dễ thương không? Mày. Dạ hiểu. Anh cảm ơn em. Thôi anh nói nhanh để kẻo đứng đây không có tiện. Số tiền này coi như là anh giúp chồng em đi học để lo cho tương lai. Còn em á, ở nhà hàng tuần cứ dệt vải ha. Anh sẽ cung cấp chi phí tiền bạc cho em để lo đầy đủ trong nhà, khỏi phải làm gì nặng nhọc á, hiểu không? Anh đi nha. Chàng cứ đi thử đi, nếu được thầy nhận á thì chàng cố gắng học thành tài rồi về với em nha. Nhưng mà em nói cho anh nghe đi, ở đâu mà em có được số vàng này? Thì em đã nói với chàng rồi, cái này là số gia bảo ông bà em để lại. Khi mẹ em mất nói là khi nào có chuyện cấp bách thì lấy ra dùng. Em nghĩ đây là chuyện cấp bách rồi, mà như vậy á thì chàng phải cố gắng học thật tốt nha. Nhưng em chịu ở nhà một mình để chờ anh. Thật anh không đành lòng. Em là đàn bà con gái, tay yếu chân mềm, việc đồng áng rất là vất vả. Đêm hôm một mình trải gió trở trời biết làm sao đây. Chàng đừng có lo, em á còn bà con láng giềng nữa mà. Với lại em còn nghề quay tơ dệt lụa, lụa của em rất là tốt nữa, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Em nghĩ là em dệt lụa sẽ có nhiều tiền hơn là làm ruộng. Anh sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng của em. Xong việc chưa?
Dạ, dạ con xong rồi thầy. Tới đây uống nước với thầy. Dạ. Con uống đi. Trà sen nấu bằng nước mưa đó, không gì bằng. Thầy thấy con hôm nay hình như có điều gì lo nghĩ. Dạ. Con có gì thì cứ nói với thầy. Con theo học nhà thầy đến nay được bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, nhanh quá thấy không? Chữ nghĩa của thầy con đã học gần hết rồi. Thầy với con á, chẳng khác gì là cha con. Con có gì mà khó nghĩ thì cứ nói ra đi, rồi thầy sẽ giúp cho con. Dạ, thật ra là đã 3 năm nhưng mà con chưa học hết chữ nghĩa của thầy đâu. Đặc biệt là các phép bấm độn và kinh dịch của thầy, nó thật là khó. Con chưa trả lời câu hỏi của thầy. Con đang có điều gì khó nghĩ, có đúng vậy không? Dạ chẳng là con thấy nhớ vợ con quá. Con xin phép thầy cho con về thăm nhà vài hôm rồi con trở lại học tiếp à. Thần sắc của con hôm nay thầy thấy kém lắm. Đưa tay đây thầy xem nào. Tiền đình của con đang bị tối lắm. Năm nay vận của con rất xấu. Con về lần này lành ít dữ nhiều. Theo thầy á thì con không nên về. Được rồi, thầy đồng ý cho con về thăm vợ của con. Thầy cho con về thăm nhà thật hả thầy? Ừ. Vậy có nghĩa là vận xui của con đã hết rồi phải không thầy? Không, vận xui của con phải hết năm nay. Nhưng dạo này thầy thấy con mất ăn mất ngủ vì thương nhớ vợ, nên thầy phải nghĩ hết cách để mà giúp con. Con sẽ gặp một số tai nạn, thầy dạy con mấy câu này. Con phải nhớ là phải làm đúng theo mọi trường hợp thì con sẽ được tai qua nạn khỏi. Dạ, xin thầy đọc con nghe. Ừ, thầy sẽ cho con 4 câu này, con phải nhớ kỹ. Gặp địch chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Gặp địch chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. Dạ, dạ còn câu thứ 4 con quên mất rồi thầy ạ. Đó là câu quyết định cuối cùng con phải nhớ. 3, 4, 6 chớ hỏi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Ủa, sao không có 5 vậy thầy? Thiên cơ bất khả lộ,
Con chỉ việc thuộc lòng và làm đúng 4 câu này cho thầy, lập tức sẽ tai qua nạn khỏi. Đọc lại cho thầy nghe. Gặp địch chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi, 3, 4, 6 chớ hỏi à. Đúng. Con phải nhớ thật kỹ trong đầu nghe chưa? Dạ thầy. Bây giờ con có thể về thăm nhà được rồi. Dạ. Con cảm ơn thầy ạ. Ừ. Chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi, 3, 4, 6 chớ hỏi. Cậu ơi, trời sắp mưa rồi, đi vô đây trú đi, đứng ở ngoài lát ướt hết bây giờ. Dạ không, thầy tôi dặn gặp đình chớ tới, mọi người chạy ra ngoài đi, kẻo gặp nguy hiểm đó. Trời ơi, đứng ngoài đó lát ướt hết, đi vô đây đi. Vô đây cậu. Phải dành cho nàng sự bất ngờ, chắc chắn nàng sẽ vui. Dễ sợ. Còn chòm râu nữa nè, nhìn thấy thương quá à. Cho Hùng cái nha, nha. Lông cũng mượt nữa nè, cho Hùng cái nha. Thôi mà, đừng có cắn, đau quá. Trời ơi, coi cái bàn tay nè, nhỏ xíu à, dễ thương quá. Phản bội. Trời ơi, chàng làm cái gì vậy? Chàng biết là chàng làm vậy em sợ lắm hay không? Ta xin lỗi nàng, ta chỉ định làm cho nàng bất ngờ thôi. Bất ngờ gì bất ngờ? Nàng ơi. Hả? 3 năm rồi ta không gặp lại nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, ta nhớ nàng nhiều lắm. Ủa, mà chàng học xong chưa? Ta chưa có học xong. Chàng học chưa xong á, chàng về đây làm gì? Kìa, Năng. Thì do ta nhớ nàng quá, ta phải xin thầy mãi, thầy mới cho ta về thăm nàng đó. Không được. Ta nói với chàng rồi, chàng cứ ở ngoài đó lo học hành cho xong đi. Còn em ở nhà khổ cực gì một mình em chịu được rồi. Chứ chàng về đây nữa, em phải nuôi chàng nữa hả? Ta nhớ nàng quá,
Ta không thể nào chịu nổi nữa. Ta chỉ về thăm nàng vài ngày thôi, rồi ta sẽ đi ngay. Nàng đừng buồn ta nữa. Thôi, bây giờ chàng cứ ra phía sau, chàng tắm rửa đi, rồi chàng cứ nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, em đi mua cái gì ngon ngon về nấu cho chàng ăn nha. Ừ, ta sẽ đi tắm ngay. Ừ, chàng đi đi. Dạ? Anh ơi. Gì? Anh. Hả? Chết rồi. Gì vậy? Chết rồi. Shhh, nhỏ nhỏ thôi. Em muốn gia nhân với hàng xóm biết hết hả? Ngồi xuống đây. Xuống đây. Cái gì? Cái gì mà em nói chết rồi? Chết rồi anh có ơi. Có phải thằng chồng em nó về đúng không? Ủa sao anh biết hay vậy? Dễ thôi. Thì đối với em bây giờ á, chết rồi chỉ là chuyện đó thôi đúng không? Với lại cũng 3 năm rồi. Giờ này nó học xong rồi đúng không? Không, ảnh anh chưa học xong. Trời, học 3 năm chưa xong. Cái thằng này ném gì cái loại học ngu rồi. Mà ngu nhất á là để con vợ đẹp ở nhà một mình để đi học. Mà có gì đâu em rung. Nghe nói nè, bình tĩnh, không có gì rung hết. Bây giờ mình vô trong đi. Anh nhớ em quá à. Cái ông này giờ còn vô trong cái gì nữa. Bây giờ tình hình cấp bách đây nè. Em phải nói với ảnh là em ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho ảnh ăn, rồi mới lén qua đây báo tin cho anh biết đó. Chết rồi anh ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Em sợ quá, anh nghĩ cách gì đi. Anh đã chẳng bàn với em chuyện này rồi sao? Anh với em á phải được sống bên nhau mới thỏa dạ. Mà muốn chính thức á đến với nhau á là em phải bỏ thằng chồng dài lưng tốn giải đó. Nghe anh nói nè, nó mà về đây rồi á thì đó là cơ hội để mình thực hiện ước muốn bấy lâu nay. Hiểu chưa? Nhưng mà anh ơi, anh ấy không bao giờ chịu bỏ em đâu. Với lại anh có lỗi gì đâu mà em bỏ. Mà mình làm vậy á, hàng xóm người ta nói chết. Khổ quá à. Nói nghe nè. Hả? Vậy bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, làm theo lời anh. Bây giờ em chạy ra chợ mua một ít bồ kết với lá thơm về cho nó gọi đầu. Đêm đến anh sẽ có cách. Ủa vậy thôi hả? Mà anh định làm cách nào? Thì cứ làm theo lời dặn của anh đi, đừng hỏi lo thôi nữa. Về đi. 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 Dạ. Ê. Khoan. Gì nữa? Khoan nha. Nè, cầm ít tiền, chạy ra chợ mua dây lạc tiên. Hả? Nấu canh cho nó ăn, bỏ thêm một chút ít tim sen, rồi luộc một con gà, mua thêm một giò rượu ép cho nó uống. Nhớ là ép cho nó uống hết, hiểu không? Cho nó ngủ càng say càng tốt. Càng say càng tốt. Đi đi, đi đi. Dạ. Đi. Ê, khoan. Cái gì? Nhớ lệnh nha, tuyệt đối không cho nó đụng vô người, hiểu chưa? Biết rồi, vậy nha. Chàng ơi, trời ơi, sao chàng kỳ quá vậy? Chàng tắm mà chàng không chịu gội đầu. Trời ơi, coi kìa. Em có nấu sẵn nước bồ kết với lại lá thơm cho chàng rồi. Chàng ra đây em gội cho, đi. Nãy ta có gội đầu bằng nước tro rồi. Tóc ta sạch rồi nè. Mà trước giờ ta đâu có gội đầu bằng trái bồ kết hay lá thơm đâu. Nàng cứ gọi đi nha. Thôi không có được, em nấu cho chàng mà, đi. Ta nói không là không. Nàng gọi đi, bỏ uổng lắm nha.
Ừ. Gặp thơm chớ gọi. Gặp thơm chớ gọi. Mà sao chàng không đi ngủ sớm đi? Hôm nay ta được gặp nàng, trong lòng ta vui lắm, cho nên ta không ngủ được. Em biết mà. Thôi chàng nghỉ ngơi sớm đi. Ba năm rồi ta không được gặp nàng, ta nhớ nàng nhiều lắm. Em biết mà. Nhưng mà mấy ngày nay chàng đi đường mệt rồi, chàng nghỉ sớm đi à. Thôi chàng nghỉ sớm đi, sớm mai em còn đi chợ mua đồ ăn sáng cho chàng nữa. Ta không sao mà. Chàng nghe lời em đi mà. Vậy đi vợ ơi, sáng rồi. Em ơi, em làm sao thế này? Vợ của tôi bị giết rồi bà con ơi. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Bà con ơi, cứu tôi, cứu tôi với bà con ơi. Vợ tôi bị cướp giết chết rồi bà con ơi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Nàng ơi, sao nàng bỏ ta mà đi? Nàng ơi. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Cái gì, cái gì mà bị giết? Giỡn luôn hả? Sao giết được hay vậy trời? Mè quá trời luôn. Có khi nào giết không? Phải rồi, người gì mà ác quá. Vợ chồng sống với nhau mà ông này ra tay giết bà. Làm mình xui tới vợ, đâu có vụ nào mà giết người dã man như vậy. Bởi vậy tôi nói hả, kinh khủng quá mà. Ai mà ra tay ác độc vậy không chịu báo quan đi? Sáng mai chịu báo quan đi. Đúng rồi đó. Trời ơi, tôi có biết cái gì đâu mà đi báo quan. Phải rồi, tôi phải đi báo quan mới được. Thấy mà đau lòng quá trời. Nè, anh tính đi đâu vậy? Tôi đi báo quan. Thôi, anh khỏi đi báo quan. Anh tính bỏ trốn hả? Anh về anh ngủ với vợ anh tối qua, sáng dậy vợ anh chết, anh không biết là sao? Ý của anh là sao? Thì ý tôi nói á, anh ngủ với vợ anh mà anh không biết nguyên nhân vợ anh chết là anh nói xạo, đúng không bà con? Đúng rồi, đương nhiên là vậy rồi. Anh không có đi đâu hết, anh ở đây đi. Chào Quang. Chào Quang à. Có chuyện gì vậy? Cô Lụa bị cắt cổ chết rồi. Đêm qua cô Lụa ngủ chung với chồng, đó là anh này, mà sáng ra cổ chết. Anh này anh nói là anh không biết gì hết, sáng sớm còn ra kêu làng kêu nước lên nữa. Anh này đi đâu mấy năm trời, tự nhiên mới về hôm qua, vậy mà cô Lụa bị cắt cổ chết đó Quang. Xin Quang đèn trời suy xét cho. Không, đúng rồi đó Quang. Tôi không có giết vợ tôi. Tôi thương vợ tôi lắm. Mặc dù tôi đi học xa, nhưng tôi vẫn xin thầy tôi về thăm vợ tôi. Đi đường xa nên tôi mệt, tôi ngủ không biết gì cả. Xin Quang hãy suy xét à. Trời nói vậy là sao? Bà con ở đây nói đúng rồi. Chỉ có mình anh và vợ anh ở nhà trong đêm khuya. Làm thế nào mà vợ anh bị giết mà anh không biết là sao? Có phải tự tay anh giết vợ rồi bày chuyện la làng để đánh lừa mọi người không? Không, không, không. Ông khai thiệt với Quang đi làm sao? Quang cho tôi quá ông Hưng Quảng ơi. Tôi không có căn cớ gì để giết vợ tôi hết. Dạ chăng? Nếu tôi định giết vợ tôi thì tôi đã trốn đi từ đêm hôm qua rồi. Chứ dại gì mà để đến sáng rồi đã làng la sớm để mọi người kéo tới như thế này. Xin Quang hãy soi xét cho tôi. Vậy anh ở chung nhà với vợ anh cả đêm, vợ anh bị giết mà anh không biết là sao? Nó không biết là nó láo. Đúng rồi. Đâu? Dạ. Quang, nói thằng này lại cho tao. Đúng rồi.
không có thành thật gì hết trơn á, giết vợ. Quan cho tôi qua ông Hưng Quảng ơi. Ông hãy nhìn đi, cái cửa buông nhà tôi đêm qua bị trộm nó vào, nó cài bông ra hết rồi. Xin ông soi xét. Mày lại quỷ tạo chứng cứ chứ gì? Giết vợ mày cài cửa mấy hồi vậy chứ ai cài cửa ầm ầm mà mày không biết? Không phải là vô tội mày dám lừa cả tao hả? Mày đâu, dẫn nó lên qua. Dạ. Quan cho tôi qua đi. Quan cho tôi qua ông Hưng Quảng ơi. Cào thịt đều ra cho thóc mau khô để mai còn giả mới có gạo mà ăn. Làm nhanh lên. Dạ. Dạ. Ê, tụi bay làm ăn cái kiểu gì mà có đống thóc làm từ sáng đến giờ vậy? Mày kêu ba thằng ra cào đống thóc rồi kia. Còn thằng thư sinh này, mày chân yếu tay mềm thì đứng ở đây canh gà, không cho gà vô mổ thóc. Dạ. Theo tao. Gặp gà chớ đuổi. Tụi bay cứ ăn đi. Tên kia, tao giao nhiệm vụ cho mày canh gà mà sao mày để cho gà ăn hết lúa vậy? Dạ bẩm ông, tôi không thể nào đuổi mấy con gà. Tao dặn mày sao? Dạ. Tao dặn mày không được cho gà vô ăn thóc. Tại sao mày không nghe lời tao? Dạ bỗng ông. Dạ. Tại sao mày không nghe lời tao? Tao nghĩ mày là học trò chân yếu tay mềm, tao giao công việc nhẹ nhàng cho mày làm, tại sao mày không làm? Tại sao? Tại sao mày muốn mày? Xin ông đừng đánh tôi nữa. Tại sao? Tại vì trước khi đi thầy tôi có dặn gặp gà chớ đuổi, nên mong ông đừng có đánh tôi nữa. Tôi xin ông. Mày ngu thì thằng thầy mày cũng ngu, để tôi quýnh cho mày bớt ngu. Ngu hả mày? Ngu nè. Dừng lại. Dạ. Tên tù kia, lại đây. Quan kêu mày kìa. Dạ. Dạ bẩm quan. Còn ngươi, sao lại đánh người ta? Dạ bẩm quan, thằng này nó vừa ngu vừa lì. Trong khi các tù nhân khác trải lúa ra thì còn kêu nó đứng canh gà, không cho gà vô ăn lúa, vậy mà nó cứ đứng trơ trơ cái mặt nó ra. Con nghĩ nó là học trò chân yếu tay mềm, nên con giao cái việc nhẹ nhàng cho nó, vậy mà nó không làm. Con la nó vẫn trơ trơ cái mặt nó ra. Còn tức nên còn mới quýnh nó đó quan. Sự tình có đúng như vậy không? Dạ bẩm quan, dạ đúng vậy ạ. Anh học trò kia, anh là học trò, lại là kẻ có tội đang chờ xét xử, tại sao lại bướng như vậy? Người ta thương tình chỉ bắt xua gà là công việc nhẹ nhất, mà anh nhất định không chịu làm là sao? Dạ bẩm quan, con đang theo học với thầy Đầu Quạnh ở ngoài thành Nam. Năm nay nữa được 3 năm, nhưng khi tôi nhớ vợ quá, tôi phải xin phép thầy về nhà vài hôm, nhưng mà thầy không cho, nói rằng tôi năm nay rất xấu. Nhưng rồi thầy thấy tôi buồn quá nên thầy đành cho tôi đi. Nhưng trước khi đi, thầy cho tôi học thuộc lòng 4 câu thơ để phòng thân. Tôi đã áp dụng được 2 câu, nhờ 2 câu đó mà tôi đã tránh được đại nạn.
nên câu thứ ba tôi không thể không theo. Ngươi là học trò của thầy Đồ Hoành à? Dạ đúng ạ. Thầy Đồ Hoành thì ta có nghe tiếng. Được rồi, ngươi theo ta vào trong. Dạ. Bốn câu thơ thầy cho ngươi như thế nào? Dạ bẩm quan, câu thứ nhất là gặp định chớ tới, suýt nữa tôi đã chết thảm trên đường về nhà. Lúc toan vào trú mưa trong một ngôi đình sắp bị sét đánh, tất cả mọi người trong đó đều đã bị chết. Tôi tránh được là vì nhớ tới câu này. Vậy câu thứ hai? Dạ bẩm quan, câu thứ hai là gặp thơm chứ gọi. Chính vì tôi nhớ câu này mà nhất quyết không chịu gọi đầu bằng nước thơm do vợ tôi nấu. Trong hôm đầu tiên tôi về nhà, vì vợ tôi tiếc nồi nước nên gọi đầu thay. Có lẽ vì vậy mà vợ tôi đã bị giết. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Gọi đầu thay mà bị giết chết à? Dạ. Sao mấy hôm nay ngươi không khai ra vụ này? Dạ bẩm quan, mấy hôm nay tôi nằm trong ngục tối và suy nghĩ, chợt nảy ra nhiều vấn đề. Vợ tôi chưa bao giờ nấu nước thơm cho tôi gọi đầu. Tại sao lúc tôi về, vợ tôi nằng nặc bắt tôi gọi đầu bằng nước thơm? Cô ấy có khá nhiều thay đổi, ăn mặc thì đẹp hơn, lúc này lại không thấy dệt vải, nuôi heo và làm ruộng nữa. Ngươi nghi vợ ngươi có nhân tình khác à? Dạ, đúng vậy à. Vợ chồng 3 năm mới gặp lại, mà cô ấy nhất quyết không cho tôi đụng vào người. Cô ấy còn mua rượu ép tôi uống, rồi cùng uống với tôi nữa. Trước đây cô ấy có bao giờ làm như vậy đâu. Tôi say ngủ mê mệt không còn biết gì nữa. Sáng dậy mở mắt ra thì thấy cô ấy nằm chết bên cạnh. Vậy thì liên quan gì tới việc cô ấy bắt ngươi gọi đầu bằng nước thơm và nhờ nghe lời thầy không gọi mà ngươi mới thoát chết chứ? Dạ bẩm quan, nhà của tôi về đêm rất là tối, chỉ có người quen lui tới mới có thể biết đường đi mà không va chạm vào đồ đạc. Nhưng kẻ đó khó thể nhận ra tôi là ai trong hai người trong bóng tối như vậy, nên chỉ có thể nhận ra bằng cách ngửi mùi. Và việc gọi đầu bằng nước thơm là biện pháp tốt nhất à. Tại sao vợ ngươi lại gọi đầu mà để cho bị giết? Tôi nghĩ có thể là do cô ấy không biết rõ về âm mưu đó nên đã vô tình trở thành nạn nhân. Và kẻ thù ác đã nghĩ quá đơn giản. Và thật sự không ai có thể nghĩ ra là thầy của tôi đã dặn dò tôi như vậy. Người nói cũng có lý. Vậy câu thứ tư là gì? Câu thứ tư là 3, 4, 6 chớ hỏi. Cái gì? 3, 4, 6 chớ hỏi à? 3, 4, 6 chớ hỏi. Dạ đúng à. Câu này lạ quá. Ba câu trước rất là cụ thể. Gặp đình chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. Tất cả đều là những vật cụ thể. Nào là đình, nào là nước thơm, nào là gà. Còn câu thứ tư lại là 3, 4, 6 chớ hỏi. Là nghĩa làm sao? Ngươi đã hiểu câu này là gì chưa? Dạ bẩm quan, tôi thật sự cũng như quan, thấy câu này khó hiểu quá. Có nhiều khi đụng chuyện mới bật ra được. 3, 4, 6 chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Kỳ lạ thiệt.
không thể hiểu được. 3, 4, 6 chớ hỏi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Sao chớ hỏi. Vậy thì chỉ có thể là 5. Đúng rồi, đây là tên người. Phải chăng có một người nào đó tên 5 đã ra tay hạ sát cô vợ của anh học trò này? Ông thầy đã mách nước rõ ràng như vậy trong 4 điều phải ghi nhớ. Đúng rồi. Dạ, bẩm quan gọi con. Đúng vậy. Người nghe đây, người dẫn theo lính lệ phi ngựa về xã Hạ, hỏi bọn hương lý trong xã, hỏi coi có người nào tên là Năm hay không. Nếu có ai đúng tên đó thì huy động thêm tuần đinh ở trong xã bắt giữ ngay. Giải về đây cho ta. Dạ, nhưng mà có nhiều người tên Năm quá thì sao ạ? Cứ trên 25 tuổi thì bắt giải hết về đây. Tuân lệnh. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Ai vậy? Dạ con. Con mời ông chủ ra ăn cơm. Hôm nay tao mệt, mày dọn cơm vô đây cho tao ăn được rồi. Dạ. Em ơi, em sống không thác thiên, hãy tha thứ cho tôi. Tại sao em lại gội đầu bằng nước thơm đó? Tại sao vậy trời ơi? Tôi không ngủ được suốt từ đêm đó tới giờ, em có biết không? Thank you.
Ai vậy? Dạ con dọn cơm lên cho ông nè ông chủ. Vào đi. Ông chủ dùng cơm đi. Để đó cho tao. Phải chi trước đây ông chủ chịu nghe lời con, đừng có đụng vô người đã có chồng, thì bây giờ á, đâu có chuyện gì xảy ra rồi. Im đi. Ra khỏi phòng tao. Lại lên. Dạ. Nhớ chốt cửa lại cẩn thận đó. Dạ. Em tha thứ cho tôi đi. Em đừng hằng đêm về gặp tôi nữa. Tôi sợ lắm. Tôi không sống nổi nữa. Em có biết không? Tôi quá khổ sở rồi. Em không thấy sao Lụa. Tôi xin em mà Lụa ơi. Tôi xin em mà Lụa ơi. Tôi không cố tình đâu. Em biết không Lụa? Có ở nhà không? Có ở nhà không? Ai vậy? Ai là Lê Văn Năm? Mở cửa. Quan quân ở huyện đường tri huyện Nguyễn Tâm đây. Mở cửa ngay. Đúng là ác giả ác báo mà. Cô phải là do oan hồn em mách bảo nên người ta mới tới tận nhà gọi đích tên tôi như vậy. Đúng là sát nhân giả tử, số phận đã an bài rồi. Em tha thứ cho tôi. Tôi không muốn như vậy. Hãy tha thứ cho tôi. Chính là tên giết người. Bộ không có cách nào mình gặp nhau thường xuyên được hả? Nếu mà cứ lén lén lúc lúc vậy hoài, tôi khó chịu quá. Thôi mà, nhiều khi em ước á, không lẽ nhờ giái trời cầu cho hắn đuôi mù suốt luôn, khỏi biết gì hết, để em với mình thoải mái bên nhau. Thôi mình ở đây đi, để em vô làm thịt gà cho mình ăn nha. Có thịt gà nữa hả mình? Có thịt gà. Nhanh nha. Ngồi đợi xíu nha. Thank you.
ơi mình. Rồi. Mình ơi, đau quá Mình ơi. Chuyện gì? Mình bị gì vậy? Mình bị gì vậy? Ây da. Bị cái gì vậy? Ây da, đau quá, đau quá. Bị cái gì? Tôi đi ngang á, bụi tre gai nó quẹt vô hai con mắt của tôi. Bây giờ đau, bây giờ rát quá trời luôn. Trời ơi, chắc tôi bị mù quá. Mù hả? Bà Bình ơi. Sao? Từ mai á, mình đừng có cho tôi ăn thịt bò nha. Thầy Lan nói á, thịt bò nọc lắm, ăn vô á là mù luôn đó. Thầy Lan dặn là không được ăn thịt bò hả? Trời ơi, nhưng mà mình yên tâm đi, nhà mình làm gì có thịt bò mà ăn. Thôi đi vô đây. Đau quá Bình ơi. Ngồi xuống đi. Nè Bình ơi, mình nhớ là đừng có cho tôi ăn thịt bò nha. Uống nước đi, tôi biết rồi. Rát quá. Thịt bò hả? Rồi biết tai tôi. Anh ơi, trời thương mình rồi. Sao sao? Ổng sắp bị mù. Vậy làm sao á? Cho ổng mù luôn đi. Em tính hết rồi. Thầy dặn á là không được ăn thịt bò. Em lén mua thịt bò nhiều vô, rồi em trộn với rau, xong rồi á ăn, ổng đâu có biết. Mù là chắc rồi. Nếu mà ổng mù thiệt thì hay quá. Đêm nào tôi cũng qua với mình. Quỷ, nhớ nha, nhớ qua đó. Biết rồi. Nhưng mà em vẫn vẫn muốn muốn nhiều hơn nữa. Em muốn sao hả mình? Em muốn muốn lão chết kìa. Lão chết đi, để mà hả hai đứa mình tự do đến với nhau trọn vẹn. Với lại lúc đó thì không có ai đàm tiếu hai đứa mình nữa, đúng không? Đóng khỏe như trâu vậy làm sao mà chết được. Em tính hết rồi, yên tâm đi. Bữa giờ trời thương hay sao á, tự nhiên đang làm có gì đâu. Mình cầu cho mắt ổng bị mù, giờ tự nhiên mắt ổng tới hù, hình không? Để ngày mai em chuẩn bị một mâm lễ vật nha. Cái em mang lên chùa, em xin Phật coi có hiển linh thiệt không. Nếu như biết đâu hiển linh thiệt á, rồi trời Phật phù hộ giúp cho ổng chết bất đắc kỳ tử thì sao? Vậy á thì mình mau đi. Vậy nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Phật ơi, dạ con lại tám phương trời, con lại mười phương Phật. Dạ Phật ơi, Phật thương con, Phật phù hộ độ trì giúp đỡ cho con. Dạ, giúp cho con với chàng có thể tội nguyện hạnh phúc bên nhau. Với lại Phật có thương con á, Phật làm ơn đi, Phật giúp cho con, giúp cho con giật chết cái ông chồng vô dụng của con đi. Đồ vô dụng, rồi sắp mù nữa, làm kỳ đà cản mũi cái chuyện tình cảm của con. Cùng lại Phật, nếu như mà lời cầu xin của con mà thành công đó, hàng tháng con sẽ tới đây cúng chư Phật. Tín nữ kia. Trời ơi. Trời ơi. Lời nguyện của ngươi sẽ linh ứng. Hiển linh hả Phật? Trời ơi, mau Phật. Dạ con lại Phật, con lại Phật. Phật ơi, lại Phật, Phật ơi, Phật hiển linh, Phật giúp đỡ cho con. Nể lời cầu xin của ngươi, ta chỉ cho ngươi cách thuốc chồng của ngươi chết đây. Ủa Phật ơi, Phật. Ủa là con thuốc chồng con chứ không phải là Phật giật chết chồng con giùm con hả? Ủa nếu mà vậy con có tội không Phật? Nếu là có tội thì ngươi có buông tha cho chồng của ngươi sao? Dạ Phật ơi. Dạ con mà tha cho chồng con rồi chuyện tình cảm của con sao Phật? Dạ thôi bây giờ con lỡ rồi, là con lỡ nhúng chàm rồi, sao cũng được hết á. Phật làm ơn chỉ đường giúp con đi Phật. Nghe đây, mẫu con gà mái tơ bỏ một nắm hoài sơn hầm cho ăn, chết chắc
Dạ, con cảm ơn Phật. Con lại Phật, trời ơi, con cảm ơn Phật đã mở đường chỉ lối cho con. Con cảm ơn, con đội ơn Phật. Nếu mà thành công đó nha, con sẽ đến đây đa tạ dâng lễ vật cho người. Dạ. Ngon quá. Mình nói với tôi là mình không thấy đường mà sao biết nó ngon? Tôi nhìn vậy thôi chứ có thấy gì đâu, tại mùi thơm. Mà món gì vậy mình? Thịt gà, gà hấp đó mình. Thầy Lan dặn là phải làm gà tẩm bổ cho mình. Cái tôi mua con gà tôi hấp cho mình ăn. Nè mình, ăn đi cho nóng. Ăn liền cho ngon, có chén muối nữa nè, chấm đi. Nè. Mình nhất định không nghĩ lại sao? Nghĩ lại gì? Mình nghĩ lại coi có gì nói với tôi không đó mà. Có gì mà nói. Thôi ăn đi. Coi bộ tới giờ rồi. Tôi ăn cho nó nóng. Ăn đi cho nó nóng. Ăn đi mình, ăn chấm chấm chấm, chấm vô đi mình. Cho nó ngon mình. Ngon lắm mình. Ăn đi mình, ăn nhiều vô mình. Sao tự nhiên thấy đau lầm rầm ở trong bụng á? Rồi, mình có sao không? Ây da, đau quá mình ơi. Ây da, nó đau muốn xé ruột gan tôi ra luôn vậy mình ơi. Bây giờ mình ơi, đau quá em vô em lấy đồ em chùm nóng cho mình nha mình. Không ăn thua gì đâu. Ây da. Mình ơi, bây giờ em đỡ mình nằm nghỉ nha mình. Đỡ tôi ra ngoài nằm nghỉ. Nằm nghỉ nha. Nhanh nhanh mình ơi. Để em đỡ mình nằm nghỉ nha. Ây da. Nè, mình ơi. Đau quá. Từ từ. Sao tự nhiên đau quá vậy? Từ từ, nằm xuống. Ây da, đau quá. Giờ sao rồi mình? Đau sao quá rồi? Mình ơi. Hả? Đau lắm hả? Đau quá. Đau quá hả? Mình để tôi nằm nghỉ một chút coi có đỡ hơn không? Nằm nghỉ ngơi nha mình. Đau quá. Chết rồi mình ơi. Phật phù hộ cho mình rồi. Sao? Thuốc thấm rồi. Thuốc ngấm rồi hả? Vậy bây giờ sao? Trời ơi, chết thì mình tự do tha hồ chứ làm sao? Nhưng mà nếu ổng chết liền á, tối nay á, mình xử lý cái xác làm sao đây? Mình nói em mới nhớ, nhưng mà sao lẽ dữ vậy? Nếu làng xã mà tới đây, họ mà biết mình cho ổng ăn gà với Hoài Sơn, họ sẽ nói là mình thuốc chồng á. Thôi chết rồi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao giờ? Làm sao? Bây giờ mình cứ vô trong coi ổng sao. Đi. Mình thấy sao mình? Tôi thấy lạnh quá mình ơi. Lạnh hả? Chắc tôi qua không nổi quá. Không đâu, nằm đây đi. Em vô lấy cái chiếu đắp cho mình nha. Dẫn lên người mình ơi. Mình thấy sao rồi mình? Đỡ lạnh không mình? Mình ơi. Để nước đi. Đúng như mình đoán rồi. Ông chết tới nơi rồi. Để em nằm đây hả? Để một lát thôi, có hồi lại được không? Hồi cái gì mà hồi? Nhưng mà thôi, không biết làm sao á, nhưng mà đêm nay mình phải ở đây với em nha. Chứ em sợ lắm. Nhưng mà có lộ liễu lắm không? Lộ cái gì mà lộ? Im re rồi, kiểu này á hả, một canh giờ nữa là thắng thôi. Mình ơi, mình tỉnh rồi hả? Mình khỏe rồi hả mình? Mình ơi, mình nghe tôi nói nè. Mình khỏe lại rồi hả mình? Mình nấu cho tôi một nồi nước đi mình. Nấu nước gì? Tôi tưởng mình sắp đi rồi mà. Nấu nước chi vậy? Tôi nghe trong bụng nó đau như ruột gan đứt từng khúc vậy á. Chắc không qua khỏi đêm nay quá. Tôi muốn tắm cho nó sạch rồi chết cho nó thanh thản. Được. Mình ngồi đây nha, hay là nằm xuống nghỉ ngơi đi, để tôi vô nấu nước cho. Chờ tôi nha mình.
giờ mình ngồi đi, tôi tắm cho mình nha. Nha. Đau quá. Mình ngồi xuống đây đi, tôi vô tôi lấy nước tôi tắm cho mình nha. Thôi thôi, tôi mà tắm nước sôi là chết luộc luôn. Mình ra bờ suối lấy nước lạnh vô pha pha cho nó nguội đi mình. Tôi quên, tôi quên á. Mình mình ngồi đi đợi đi, hay là mình vô trong đợi đợi đi, vô nằm nghỉ rồi đợi nha. Tôi ra bờ suối nè, tôi lấy nước rồi tôi pha cho mình tắm nha. Nha nha, đợi 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 tôi nha. Nhớ nhớ nha. Mình đợi tôi nha. Đồ con đàn bà trắc nít, đồ mèo mã gà độc, còn muốn giết chồng nữa. Tôi bây là một lũ đáng chết. Dâm phụ. Mình ơi, tôi về rồi nè. Nè, có nước rồi nè mình ơi. Bây giờ tôi pha nước cho mình tắm nha. Thôi, tôi hết muốn tắm rồi. Ủa sao kỳ vậy? Mình tắm cho sạch đi. Không tắm á, chết xuống dưới thôi rình à. Giờ tự nhiên tôi hết muốn chết rồi. Ủa, mình nói vậy là sao? Sao trăng gì? Thấy tôi hết chết, có vẻ như bà hụt hẫng quá phải không? Bộ bà muốn tôi chết lắm hả? Ủa, mình nói gì kỳ vậy mình? Ủa, mình đâu vậy? Bị mưu sát tức quá, đi vòng vòng cho nó hả? Ủa, mình ơi, mình thấy đường đi hả mình? Mình ơi! Ủa, ông nói gì vậy? Ủa, tại sao ông thấy đường không đi? Rồi tại sao không đau bụng nữa? Rồi ông nói gì vậy ta? Ủa? Lẹ lên chạy đi, ổng về là chết cả đám bây giờ đó. Mình ơi, trời ơi, cười gì nữa, chạy đi, cười hoài ha, ổng về là chết cả đám bây giờ. Làm sao bây giờ, làm sao cái xác này biến mất đây? Chứ không thôi là mình chết không toàn thây luôn đó. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bình tĩnh đã. Quái thiệt, mấy cái con gà này nửa đêm nửa hôm cứ kêu quang quát không chịu ngủ. Không lẽ nào có rắn? Thank you.
nữa hả? Cái thằng này chết cho tao, chết cho tao. Rồi sao hả mày? Trộm gà hả? Chết chưa? Chết chưa? Hả? Chết chưa? Mày trộm gà ông này hả? Chết chưa? Mày trộm hả? Mày cười hả mày? Trộm? Mày cười hoài vậy mày? Hình như mày không nhận tay. Ăn trộm. Ê, ê, ăn trộm. Ăn trộm. Chết rồi, mình lỡ tay. Bây giờ sao ta? Nếu như bàn trên mà biết được. Khổ cha, mày, bà nấu rượu á, bà phải bỏ tiền ra mua gạo bà nấu. Chứ có hốt của thằng nào đâu. Có bao nhiêu hèm á, là mất hết trơn à. Bà mà biết đứa nào lấy á, là bà cào nhà mà đốt nhà nó cho coi. Đều lọt cho tay của quan gia Lương Trang. Mà phải làm sao? Nương ơi, Nương, lẹ lên. Gì vậy? Gì mà la dữ vậy mẹ? Lẹ lên. Không có chuyện gì hả mẹ? Bây giờ sao? Tính sao? Tính sao? Tính sao đây? Tính lẹ đi. Tính sao mẹ? Con đó nha, con là đứa đa mưu tốn trí lắm mà. Bây giờ tính sao đây? Bây giờ làm sao giải quyết cái xác này? Không là chết đó. Nó lẻ lớn. Có chưa? Chị, cho tôi một bình rượu đi. Dạ, có liền. Con, vô trong lấy rượu đi con. Dạ. Trời, chị toàn á là xài đồ sang không ha. Trời, như đây mà nhầm gì? Ở trong nhà tôi mới đáng kể kìa. Tư Trang á, mẹ con tôi đó hả, phơi hết cái sân này cũng không có đủ đâu. Thiệt thích quá ha. Dạ, rượu của cô đây. Cho cô gửi. Cảm ơn cô. Thấy gì hồn, toàn là đồ quý. Tao đâu có đuôi mà không thấy. Ê mày, không hiểu sao bà chỉ nấu rượu bán thôi mày giàu dữ mày. Vậy mới bực. Trong khi hai thằng mình đi gom những nhà giàu nhất, vậy mà vẫn nghèo rớt mồng tơi. Vậy còn chần chờ gì nữa, tối nay là một khoắn mẻ mà thôi. Nhất chi. Cái này
Ê, 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 cái rương nó bự quá. Chắc chắn trong đây nè, vàng bạc châu báu đá quý nhiều lắm. Ê mày, gì? Sao bà để cái gương ở đây vậy? Hình như bà biết mình tới đây để ăn trộm, nên bà để sẵn để mình tới lấy. Chắc bà tạo điều kiện cho hai tụi mình tới lấy đó. Bây giờ kinh ra ngoài. Mẹ mẹ mẹ, tưởng tượng mà hả? Hai người đó mở cái rương ra cho mắc cười lắm mẹ ha. Nè, dạ. Ngày mai con lên chợ huyện gom tiền rượu về cho mẹ nha. À thôi, lấy tiền mua hết vàng đem về đây dễ cất hơn. Lúc này trộm cắp á, nó lộng hành dữ quá. Dạ. Nha, đi lẹ về sớm, đừng có đi khuya quá, nguy hiểm lắm nha con. Dạ. Trời ơi, má. Lẹ lên. Cái thằng này. Lên, bỏ ra nè. Xuống, 1, 2, 3, thôi, thôi. Nặng thiệt hả? Chắc kỳ này mình dớ được mớ đậm rồi đó. Kỳ này tao với mày bán cái rương này gom một mớ tiền, rồi tao với mày đi ngao du sơn thủy, quên đi những ngày đói dại dại. Thì còn chần chờ gì nữa, mở ra coi. Nó chết rồi, nó còn cười nhăn răng kìa, thấy ghê quá. Đúng là hai má con nhỏ này chơi hai anh em mình vô quá nè. Hẹn chi nặng dữ, tại mày không à? Bình thường mày kỹ lắm hả? Sao hôm nay mày không ở ra trước đi, để khiên ra đây. Mày im đi. Bây giờ tao với mày phải đi thủ tiêu nhanh cái xác này, nếu không thì quan nha sẽ bắt hai tụi mình ở tù mọt gông. Đúng rồi đó, thiên hạ mày biết được cái xác này, đổ thừa hai anh em mình giết anh đi chơi. Bà này chơi ác thiệt. Báo thù, nhất định tao sẽ báo thù. Giờ sao mày, báo thù trước hay chôn xác trước? Trước tiên là phải thủ tiêu cái xác này, sau đó tao với mày phải báo thù. Cô em không biết hai anh là ai hả? Cô em giả bộ hay kìa. Hai vụ tao là hai tên ăn trộm á, bị mẹ của mày lừa để chôn. À,
em nhớ rồi. Hai anh ăn trộm hôm bữa, Hành kiếm em có chuyện gì không? Hả? Có chuyện gì không vậy? Trời, có gì hả? Hai mẹ con của cô em chơi hai anh một vố quá nặng. Bây giờ tụi tao xử mày. Bây giờ có bao nhiêu vòng vàng tư trang tiền bạc, lột hết ra rồi hỏi ra đây. Mấy anh, mấy anh thương tình tha cho em với. Tha hả? Thương tình hả? Tha cái con khỉ chứ tha. Đêm hôm khuya khắc vậy, mẹ con mày lừa gạt tụi tao khiêng cái xác ra, đã muốn chết à. Chả gì phải đào cái quyệt lên chôn xuống tới sáng mới xong. Thằng kia, mày có cần bắt cái loa la lớn lên cho quan nha tới bắt tao với mày không? Ai biểu nó lừa gạt anh em tụi mình, làm cho tao khiêng cái xác mà muốn chết luôn. Không có miếng nước uống. Mày muốn uống nước không? Tao đạp mày một cái cho mày xuống dưới xong mày uống ngợp nước mày luôn á. Hai anh ơi, tại vì hai mẹ con của em đang tính kiếm cách. Ai biểu hai anh tham quá, chứ mẹ con em đâu có ép đâu. Giờ lỡ rồi, hai anh tha cho em đi. Không có lỡ cùi gì hết á. Bây giờ lột ra hay là muốn chết? Em thiệt tình em cũng muốn đưa hết cho hai anh, nhưng mà tại vì hồi nãy em đi chợ về hết tiền rồi, không có tiền. Chứ lại cái này hàng giả mà, em đưa hai anh quýnh em chết rồi sao? Ê mày, nó hết tiền giờ sao? Không lẽ tao với mày giết luôn rồi xong đào quyệt chôn nó nữa? Tao mệt lắm rồi nghe. Ngu nữa, tao giết mày chết trước đó, có bao nhiêu đó nó hoài. Bây giờ á, anh sẽ trả em về nhà, gom hết vòng vàng châu báu nha, đưa ra cho hai anh. Mà nếu như mà không móc ra hả, thì hai mẹ con chết một lượt. Một lượt chết hai mẹ con của em. Trời ơi. Sao? Trời ơi. Thôi hai anh bình tĩnh đi. Bây giờ em có cách này, hai anh thấy được không nè? Hay là hai anh, hai anh sao? Bán em đi có được không? Hai anh nhìn em đi, thân em là gái lớn lên, chưa có chồng, nhìn vẻ bên ngoài của em cũng đẹp nữa. Nếu mà bán em đi á thì cũng được một mớ đó. Hai anh biết không, ở đây nè, ông chủ thuyền ở đằng đó đó, ổng giàu nhất luôn á. Ê, tao thấy chắc được cái mày. Ê cô bé, cô bé chịu cho hai anh bán hả? Chứ em đâu còn cách nào mà đền bù cho mấy anh đâu. Được, vậy thì đi theo hai tụi anh. Cô em mà bỏ chạy một cái đừng có trách. Đúng rồi, sẽ chết vì bỏ chạy á. Ủa mắc cười quá, đã em nói em tự nguyện đưa ra cách đền bù thì mắc mớ gì em phải chạy chứ. Em biết là mấy anh đang giận em dữ lắm. Em mà dám bỏ trốn, hai anh bắt được, hai anh giết em chết rồi sao? Đúng rồi mày, giờ tao đói bụng rồi á. Hai anh đứng ở đây nha, để em đi xuống đó em ngã giá cho. Ê đứng lại, đứng lại. Định lừa hai tụi anh nữa hả? Lừa một lần thôi, hai tụi anh bị dính cháu một lần rồi, lần thứ hai không bao giờ. Đúng rồi. Trời ơi, hai anh nghĩ sao vậy? Từ đây tới đó có mấy bước chân à. Thân em yếu đuối như vậy làm sao mà dám chạy được. Bây giờ chạy đường nào cho thoát. Ê mày, tao thấy nó nói đúng vậy mày. Mày im đi, đúng cái gì? Để em phân tích cho mấy anh nghe nè. Bây giờ hai anh mà dắt em xuống đó bán là giống như là hai anh bán em để làm nô lệ. Tuy là được cái giá, nhưng mà hả, hai anh biết sao không? Cái đó hả, thật ra nó bình thường lắm. Giá đâu có bằng cái việc mà em tự bước đi xuống. Em sẽ nói em là tiểu thơ, con nhà danh giá, rồi em muốn lấy chồng giàu có, đồ này nọ, tất nhiên là được giá hơn chứ. Ê, tao nói thiệt nha, tao thấy nó đúng đó mày. Mày có thấy vậy không? Rồi sao? Thì còn sao nữa. Em ngã giá xong rồi thì tiền trao cháo múc, mấy anh cứ nhận tiền rồi mấy anh tiêu thoải mái đi. Em vừa đó em làm nô lệ cho người ta. Mấy anh là đàn ông, ngã giá không có quen, rồi bị bóp chẹt tùm lum, bị ép giá đó. Có khi á hả, hai anh còn bị phạm pháp vì cái tội buôn bán người bất hợp pháp. Có khi hai anh bị bắt luôn đó.
Ê mày, phải nói tính vậy gọn á mày. Kiếm tiền đi ăn lẹ lẹ đi, chứ tao cũng đói lắm rồi đó. Cô em mà dở trò, biết tay hai tụi anh. Đúng rồi, sẽ biết tay nếu dở trò hai tụi anh nha. Hai anh đứng đi chờ nha, để em xuống. Đi là lên đây còn khóc. Xếp hàng lẹ đi. Ông chủ hàng, dạo này làm ăn đặng không ông? À, cũng khá khá cô. À, mà cô là... À, tôi cũng là bạn hàng miền ngược. Thật ra nghe danh ông đã lâu rồi, nay mới được gặp ông, thì đó là hân hạnh cho tôi quá đi. Hay quá, thì ra cô cũng là... Mà có gì không cô? À, không có gì. Tôi tính đâu là bạn hàng, cho nên là chào hỏi làm quen thôi. Biết đâu sau này tôi với ông có duyên làm ăn chung thì sao? Với lại tôi có việc để nhờ. Tôi có hai tên gia nô người ở miệt dưới á. Tụi nó có sức khỏe nè, lại giỏi thức khuya lắm, thức bao nhiêu đêm cũng được hết. Nếu như mà ông á xài nó vô việc canh hàng đêm thì thật sự là không ai bằng đâu. Tụi nó hầu hạ tôi cũng lâu rồi nên tôi biết. Có cái chuyến này tôi làm ăn thất bát quá, cho nên tôi thấy ông làm ăn được nên muốn nhường tụi nó lại cho ông. Chi giá rất là rẻ, chỉ có 10 lạng bạc thôi. Ông thấy được không? À, là hai cái tên ứng lớp đó đó hả? Đúng rồi đó. Tụi nó là người miệt dưới nên rất là nhát, nhưng mà được cái trung thành lắm. Tụi nó nghe nói là phải rời xa tôi làm cho chủ khác, thế nào tụi nó cũng bỏ chạy đó. Nhưng mà lỡ nó bỏ chạy hết thì sao? Thì ông giao tiền hết cho tôi đi. Xong rồi á, ông cứ cho người bắt và trói tụi nó lại, nhốt vài bữa. Nhưng mà nhớ là cho ăn uống đàng hoàng và đối xử tử tế một chút. Tụi nó hả? Mà yên tâm rồi thì ông có giết tụi nó, tụi nó cũng trung thành với ông thôi à. Hai tên như vậy là giá rẻ lắm đó. Thôi cũng được. Đây, tụi bay. Dạ, dạ. Ê, nó quay lại rồi kìa. Hình như nó bán thân nó xong rồi. Là của em. Của em. Sao rồi, tiền đâu? Tiền đâu, sao rồi? Dạ thì em bán được giá rồi đó. Hai anh chờ chút xíu nữa, mấy người đó đem tiền lên cho hai anh kìa. Mấy người nào? Trời ơi, đem tiền. Ba người đã đem tiền nhiều lắm đó. Được rồi, bắt nó lại. Ê, mấy người đâu vậy? Cái gì vậy? Không đưa tiền mà tiền lên tay người ta. Đâu người ta. Ê, đâu kìa. Tay tay. Đâu người ta. Đâu người ta. Đâu người ta. Lấy thằng này. Đâu người ta. Tiền đâu. Cũng tại hai tên quỷ đạo tặc đó là mình không kịp ghé ngang về nhà. Cũng may á là hồi nãy tụi nó không có lục người mình, chứ nếu không là bị lục sạch rồi. Bây giờ trời cũng tối rồi, sao mà về nhà đi? Lỡ gặp cướp của giết người thì càng nguy hiểm hơn. Hay là tối nay mình ngủ lại đây ta? Thank you.
Ta mệt quá, chả hết nổi rồi. Chắc là mình cắt đuôi được tụi nó. Mệt quá à, giờ hết nổi rồi. Rồi nghỉ mệt đi. Di cái gì mà di quá à? Giờ đuối quá à. Giờ hết sức rồi. Ê, tối nay tao mày ngủ đây luôn. Gì? Ngủ đây luôn hả? Lỡ nó đuổi tới bắt được tụi mình là chết luôn á. Mình chạy tới chạy lui nó kiếm không có. Nó kiếm tới kiếm lui quá trời không có. Tụi nó đi về rồi. Ê, mà không được. Trời ơi, ngủ đây lỡ đêm hôm khuya khoắt cọp beo thú dữ nó tới lỡ ăn thịt mình sao? Nguy hiểm lắm. Thôi tôi leo lên cây tôi ngủ chắc ăn hơn. Leo đi. Trời. Biết thế nào chàng cũng tới đây à, cho nên là thím ngồi trên gốc cây này để chờ chàng nè. Đợi ta. Em biết là hả, với trí thông minh của chàng nè, chàng sẽ thoát khỏi quân tàn bạo đó để mà chàng về với em. Tôi còn muốn thoát khỏi tụi nó, tôi còn giải cứu cho thằng kia nữa kìa. Giỏi quá à. Sao nàng lại chữ kỳ vậy? Đi lừa gạt tụi tôi. Thì chàng không thấy tên phi bạn của chàng sao? Hắn cứ một mực đòi trả thù em, cho nên em đâu còn cách nào khác đâu. Hắn đúng là cái thứ phàm phu tục tử, không có xứng đáng là bạn của chàng chút nào hết á. Đúng rồi, suốt ngày cứ chửi tôi ngu. Đó, lúc nào hắn cũng chửi chàng ngu, mà trong khi đó chàng đâu có ngu đâu. Nếu mà chàng ngu á thì làm sao chàng gọi trói cho hắn được. Đúng rồi. Mà nàng nói vậy với nàng là sao? À, thì là thiếp muốn chàng về cùng với em để cùng kết tóc xe tơ đó. Thiệt không? Thiệt là nàng thuận tình với ta không? Không lẽ nàng lại chịu lấy một tên trộm ngàn chiếc xác như ta? Người ta nói tình yêu là không có phân biệt giàu nghèo đâu. Ngày đó, cái lúc mà em nhìn thấy chàng, em đã cảm giác chúng ta là trời sinh một cặp rồi đó. Thiệt hả? Ta không ngờ ta còn sức quyến rũ đàn bà dữ vậy. Nàng ơi. Hả? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Nhưng mà thiếp có một điều kiện. Chàng phải xa lánh cái tên gian ác kia ra đi. Với lại á hả, bỏ cái nghề đào tường quét vách nguy hiểm kia đi, tu chí làm ăn lại. Lúc đó thiếp mới đồng ý lấy chàng, có được không? Nàng nghĩ tới chuyện đó luôn hả? Vậy thì tất nhiên ta sẽ bỏ ngay cái nghề ăn trộm, lo tu tâm làm ăn để xứng đáng làm phu quân của nàng. Nhưng mà nàng nói có thiệt không? Đừng có dụ ta nghe. Nàng thề đi ta mới tin. Thề hả? Thôi, thề lời nói gió bay cũng vậy à. Bây giờ thiếp có một đề nghị. Đó là chàng cho thiếp cắn chàng một cái. Nàng muốn cắn chỗ nào của ta hay là chỗ nợi? Thiếp á, sẽ cắn lưỡi của chàng để mà chứng minh lời thầy đó là sự thật, là đúng nhất luôn đó. Cắn lưỡi à? Tao đang ngủ. Con ma cây. Mày đi nè. Nè, hai má con bà bán rượu đâu? Ra đây cho ông biểu. Dám chơi hai ông ha? Dám chơi thăm hai ông mà. Ừ, làm biểu đi. Hai tên kia đứng im. Hai người đã bị bắt. Tao biết thế nào các ngươi cũng về đây nạp mạng mà. Hai anh ơi, hai anh được bắt em, theo nó về cũng được. Đi, đừng có chĩa. Ủa,
Ủa, hai anh lính đi đâu đây? Tôi theo lệnh quan trên, bắt cô về trị tội. Tôi bị tội gì? Tội ngoại tình, làm cho một người phải chết. Cầm cô để đi tự thú rồi. Đi. Nè. Sau khi tra khảo, tên Phi và tên Tẩu, bọn chúng đã khai ra nơi chôn xác. Bọn chúng cũng đã khai ra nơi đã đánh cắp cái rương. Hai mẹ con của bà, cô muốn nói gì không? Dạ, bẩm quan, con nói. Dạ, dạ thưa quan, vốn nhà con, mẹ quá con coi, không biết á, đứa nào nó ghét nó bỏ cái xác vô hũ hèm. Đúng quá, con mới dụ hai thằng ăn trộm này nè, nó vô nó bưng giúp giùm con. Chứ phận đàn bà, con biết phải làm sao? Sao ngươi không bẩm báo? Dạ, dạ bẩm quan báo lỡ rồi. Rồi sao? Dạ, bẩm quan, mẹ con sợ là mang tiếng đáo tục đình, rồi làm việc hả trì trệ mối lái xa lánh. Mà con chắc chắn với quan á, là mẹ con của con không có giết người. Quan tin mẹ con đi quan. Dạ không có dám giết người. Dạ. Sợ lắm không có giết người. Dạ. Vậy là do con mụ vợ này bỏ xác vô hũ hèm đúng không? Dạ quan ơi, bẩm quan, không phải con quan ơi, quan cho con quá, tha tội cho con quan ơi, không phải con, quan cho con quá. Dạ bẩm quan, thì không có bỏ vô hũ hèm. Dạ. Mà bỏ vô chuồng gà của nhà hàng xóm nè. Thì ra là cô. Tôi với cô không thù không quán, đang yên đang lành lại gấp lửa bỏ tay người. Dạ bẩm quan. Dạ đêm đó con cứ tưởng ăn trộm nó vô trộm gà, nửa đêm con phát hiện chỉ là cái xác, con cũng không biết sao, nên con mới đem cái xác bỏ qua bên nhà của mụ bán rượu. Cũng tại mụ đó ngày nào cũng chửi động điếc cả tai luôn. Nè, bà chửi là bà chửi hàng xóm, chứ chửi gì tổ tông nhà ngươi. Nhà ngươi hại bà như vậy đó hả? Im ngay, các ngươi đều là những kẻ vô trách nhiệm. Lẽ ra việc đơn giản là báo quan, lại sợ trách nhiệm, đùng đẩy gieo họa cho ngươi miễn yên thân là được. Tên hàng xóm, mẹ con mụ qua, hai tên trộm chờ nghe phán xét. Nhưng đáng xử nặng nhất chính là mụ vợ lăng loàn trắc nết kia. Quan tha cho con lỡ dại làm chuyện đáng tệ. Quan tha tội cho con xin quan. Ác lắm, con lại quan. Con dám xin tha sao? Quá độc ác, đã tư tình còn muốn giết chồng, là xử ngươi tù mọt cốt suốt đời trong lao ngục để sám hối chuyện mình làm. Dạ quan cho con có quan ơi, quan cho con có quan ơi. Lại quan. Con người chồng rút ghen tuông tức giận, đã ra tay sát hại gã nhân tình, đúng tội sẽ bị xử tử. Nhưng xét thấy ngươi có lòng ăn năn hối cải chuyện mình làm, nên đã ra đầu thú. Ta tuyên xử ngươi tù một công suốt đời trong lao ngục. Dạ đội ơn quan. Còn tên hàng xóm, mẹ con mụ qua và hai tên trộm, tất cả các ngươi phải nộp mỗi người 10 quan tiền để cứu đói cho bà con nghèo và bị 50 hèo để cảnh cáo cho sự vô trách nhiệm của các ngươi. Quan lệnh thi lệnh, phải đường.